Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm ở gần ngã tư cây Gia Xà, gần chợ Phú Lâm, gần cô mắt Phú Lâm, gần dòng xe Phú Lâm. Căn nhà mình có địa chỉ là 398/27 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là gần 6m và chiều dài là 8m rưỡi. Nhà xây dạng biệt thự mini ha, hẻm trước nhà là hẻm 4m. Nhà mình có kết cấu một trệt với một lầu, gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có sân để xe rất là rộng luôn. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch giải tỏa gì hết. Nhà có hướng chính là hướng Tây, là sang hướng Nam một ít. Và chủ nhà đang chiêu bán căn nhà này với mức giá là 3 tỷ 950 triệu. 3 tỷ 950 triệu giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua nhà ở gần quận 6, gần ngã tư cây Gia Xà, gần trung tâm thành phố, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, thì mình hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, qua số 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà, cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú anh chị bạn xem nha. Nay Vũ Hồng đang ở bên ngã tư cây Gia Xà, đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn căn nhà mà xây dạng biệt thự ha, mini. Thì căn nhà mình có kích thước chiều ngang là 6m, chiều dài là 8m rưỡi, và hẻm phía trước nhà mình là hẻm 4m nha cô chú anh chị, hẻm 4m ha. Nhà mình xây có chừa cái sân phía bên ngoài nè, Vũ Hồng review buổi tối cho cô chú anh chị bạn xem. Nước thì đi rồi ha, nước mới đi vô đây rồi. Đó. Nhà mình thì nằm ở hẻm hướng nhà mình là hướng Tây, là sang hướng Bắc một ít nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình đây ha. Ở bên đây thì do chiều nhà mình rất lớn nên mình xây, mình chừa cái sân bên đây là làm những cái lam rất là đẹp luôn ha. Và hôm nay Vũ Hồng sẽ review buổi tối cho cô chú anh chị bạn thấy cái đèn vào buổi tối của căn nhà ha. Đó, rất đẹp luôn nha. Toàn bộ là chủ nhà xài là đèn led hết luôn. Đó. Cô chú anh chị bạn nhìn ha. Cửa là sử dụng cửa sắt lớn, hai cánh lớn ha. Đó. Nhà mình đồng hồ, điện chính, nước chính, nhà có giấy chủ quyền hồng và hoàn công đầy đủ luôn. Nằm gần ngã tư cây Gia Xà, gần chợ Phú Lâm, siêu thị Phú Lâm. Đó, chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 3 tỷ 980. Giá này là còn thương lượng nha cô chú anh chị. Còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này ưng ý thì mình sắp xếp gặp xem nhà, xong gặp chủ nhà thương lượng giá nha. Chủ nhà còn thương lượng giá nha cô chú anh chị. Nên Vũ Hồng nói là còn thương lượng giá, nên cô chú anh chị bạn cứ đi xem nhà ưng ý thì tới gặp chủ nhà để thương lượng. Nhà mình thì hẻm cao ráo không ngập nước. Chủ nhà làm cao hơn cái sân, làm cao hơn cái nhà, cái nền, cái đường của bên ngoài là khoảng chừng 3 tấc. Và bên trong thì lại làm cao hơn cái sân là khoảng 1 tấc. Nhà thì ốp gạch ở dưới lên cao ha. Và đây là địa chỉ của nhà mình, 398/27 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Hai cái cánh cổng này cổng lớn ha, ở đây là bằng gang nha. Sân nhà mình thì để được vài chiếc xe ha. Đó, sân nhà mình để được vài chiếc xe, chủ nhà có làm bật để mình dắt xe lên rồi. Đó, đèn led, đèn lon trang trí rất là đẹp luôn ha. Ban công rộng ra này nè ha. À, nhà thì cửa nhôm sinh pha, cao cấp sinh pha, kính cường lực. À, ở đây thì làm mấy cái khung này rất đẹp luôn. À, cô chú anh chị bạn, mỗi một căn nhà đi thì mình thấy có một cái điều mới ha. Cái này là mới luôn nha. À, làm cái lam này ha, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cô chú anh chị bạn nhìn nè. Đây có hai cái cửa sổ làm theo cái phong cách mới ha. Có cái rèm đó, rèm xây qua xây lại, kéo lên kéo xuống, và trên cửa sổ thì có lỗ hai tấm đan để che, rồi mái trên che là bằng mái ngói hả cô chú anh chị ha.
Nhà rất đẹp luôn nha. Hẻm trước nhà rộng rãi ha. Khu vực cực kỳ yên tĩnh luôn nha. Cô chú anh chị bạn nào mà muốn sống gần thành phố, sát ngay trung tâm thành phố mà có cái khu vực yên tĩnh thì mình mua căn nhà này nha. À, gần ngã tư Gia Xà, chợ Phú Lâm đi vô trung tâm thì sát bên rồi. Ở ngoài đây chủ nhà có làm một cái chỗ để mình rửa xe rồi ha. Để vô học lấy cái chìa khóa vô. Rồi. Mình vô trong mình xem ha. Ở trên hai cái trụ là chủ nhà có làm hai cái đèn nha. Đó, hai cái đèn. Rồi, mình vô trong nha. Ở đây là mấy cái chỗ ngăn này là chủ nhà làm bằng đá hoa cương toàn bộ luôn nha. Và cái chỗ để tivi, để kệ để tivi nè, chủ nhà cũng làm sẵn cho mình ha. Đó, ốp ở ngoài là nhà nhựa giả gỗ. Đó, cầu dao nè. Quá hết ba cầu dao lên. Đó, công tắc quá trời luôn. Ở đây có mấy cái chỗ ha, để nước hoa đồ ha. Rồi ở dưới đây là từng cái hộc này là mở ra được nha. Đó, mình mở ra được mình để đồ trong đây nha cô chú anh chị. Và trong này có miếng gỗ cắt CNC để ngăn cách giữa không gian cầu thang với bên ngoài ha. Nhà cực kỳ đẹp luôn. Vũ Hồng xin nhắc lại kích thước của nhà mình á, chiều ngang là gần 6 m và chiều dài là 8 m rưỡi ha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ. Đèn led, đèn lon đồ đầy đủ luôn ha. Trang trí rất đẹp luôn. Ở trong kia là cái quầy bar. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu đã nhiều lần xem rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Nhà mình là chủ trang bị sẵn màn rèm đầy đủ hết rồi ha. Một bức tranh mà đáo thành công loại lớn nha cô chú anh chị. Bộ bàn sofa thì Vũ cũng tặng luôn cho mình luôn. Trang bị sẵn luôn cho mình hết rồi ha. Tường nhà thì chủ ốp. Đó, cao lên. Đó, cao lên ha. Rồi. Đây là khu vực bếp. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đây có cái đồng hồ ha. 8 giờ tối rồi nha. Đó, nhà sáng choang luôn ha. Rồi. Đây chủ nhà làm sẵn cái tủ cho mình để trường mình trưng rượu nữa ha. Đó, mua chủ nhà tặng rượu luôn. Đó, sân trước của mình đây. Sân mình để được 7-8 chiếc xe luôn á. Còn đây là quạt, đèn trang trí, đèn led ở trên. Bức tranh lớn mà đáo thành công ha. Rồi, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mặt bếp bằng đá hoa cương. Đó, máy hút khói luôn ha. Chỗ thờ ông Táo. Rồi. Ở dưới đây là tủ bếp dưới nè, có đầy đủ hết rồi nha cô chú anh chị. Ở đây chủ nhà làm sẵn cho mình đem để cái tủ lạnh. À, Vũ Hồng xin nhắc lại kích thước của nhà mình ngang là gần 6 mét và chiều dài là 8 mét rưỡi ha. Nhà một trệt với một lầu 3 phòng ngủ. Hai nhà vệ sinh ha. Đây là không gian nhà vệ sinh ở dưới trệt. Có máy nước nóng luôn ha, máy nước nóng Panasonic. Tường nhà thì được dán cao lên, tường nhà vệ sinh dán cao đến trần luôn ha. Rồi mình nhìn lại không gian ở dưới trệt nhà mình một lần rồi mình cùng nhau lên trên lầu ha. Ở khu vực bếp thì ngay chỗ cái tiểu đảo này á, chủ nhà có làm một cái đèn trang trí dội xuống này ha, rất đẹp luôn nha. Chú Hồng xin nhắc lại là chủ nhà đang kêu là 3.980.000, là giá này là vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. Thương lượng trực tiếp chính chủ luôn ha. Vũ Hồng sẽ cho số điện thoại của chú anh chị. Nếu cô chú anh chị bạn thấy căn nhà ưng ý thì muốn xin số điện thoại của chủ nhà thì alo cho Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ cung cấp số điện thoại của chủ nhà cho cô chú anh chị bạn trực tiếp làm việc luôn ha. Nhà này nằm gần chợ Cây Gia Xà, gần chợ Phú Lâm. À, gần nhiều cái trường học. Gần đường ngã tư Cây Gia Xà, đường Kinh Dương Dương, An Dương Dương. Ở gần quận 6, gần quận 11. Ở đây là đầu Bình Tân giáp ranh với quận 6 nha cô chú anh chị.
Rồi, không gian ở dưới trệt thật là rộng rãi luôn ha. Đó, một căn nhà giá là 3980, còn thương lượng cô chú chị bạn qua xem nhà ưng ý thì Vũ Hồng cho số hoặc sắp xếp gặp chủ để thương lượng nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ đi lên trên lầu nha. Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương và cầu thang sắn theo chiều thuận kim đồng hồ ha. Đây khu vực cầu thang của nhà mình đây. Và mình đi lên trên lầu hả cô chú anh chị. Ở đây thì cầu thang đi lên nè, rất là thoải mái luôn. Nhà vệ sinh thì sử dụng chung cho 3 phòng, từ nhà vệ sinh dán cao lên đến trần rồi. Ở trên nhà vệ sinh, ở trên nhà vệ sinh thì chủ làm một cái kho lớn, thật lớn để mình chứa đồ ha. Để chứa đồ ở trên đó nha. Đây khu vực nhà vệ sinh thì làm sẵn vòi nước luôn rồi. Nó làm sẵn vòi nước nóng lạnh cho mình luôn ha. Nhưng mà chủ nhà cũng trang bị cho mình máy nước nóng ha. Bồn cầu liền khối á cô chú anh chị. Tường nhà thì dán cao đến trần rồi nè. Cửa này là cửa gỗ ha. Rồi đây CB tổng của tầng 2 lầu 1. Phòng bên đây là có một cái cửa. Trên lầu thì có 3 phòng nha cô chú anh chị. Trên lầu là có 3 phòng ha. Trên lầu là có 3 phòng ngủ nha. Một phòng bên đây ha, một phòng này. Chủ nhà đi sẵn đường ống máy lạnh, nguồn điện, rồi nguồn thoát nước đầy đủ hết rồi ha. Và trang bị sẵn mình một cái quạt. Sẵn một cái quạt ở đây ha. Và phòng này là có cửa sổ nha cô chú anh chị. Nhà này phòng này có cửa sổ bằng nhôm sinh pha ha. Cửa phòng đây. Đường cáp điện đồ chủ đi sẵn hết rồi nha. À, giá chủ nhà còn thương lượng nên cô chú anh chị bạn nào mà thấy căn nhà này ưng ý thì mình gặp chủ nhà để thương lượng thêm nha. Phòng phía trước thì có hai cửa sổ, có màn sẵn và cũng đi sẵn đường ống máy lạnh, đường điện và đường thoát nước, xả nước rồi ha. Phòng thứ hai, nhà mình có 3 phòng ở trên lầu nha. Cửa này thì cửa nhôm sinh pha lật lùa ha, đặt đẩy nha. Ở phía dưới nè. Phía trước nhà mình đây ha, cực kỳ yên tĩnh luôn nha. Rồi ban công nhà mình muốn làm ban công thêm ra đây vẫn được nha cô chú anh chị. Mình muốn làm thêm ra đây vẫn được nha. Ban công nhà mình nè. Còn đây là sân ở dưới nhà mình. Cực kỳ yên tĩnh luôn nha cô chú anh chị. Cửa sổ nhôm sinh pha và kính cường lực ha. Phòng thì rộng rãi thoải mái. Phòng này cũng có quạt ha. Rồi mình đi vô trong đây. Phòng này thì có ban công ra ngoài, cũng có đi sẵn ống đồng máy lạnh, có quạt đồ sẵn hết ha. Ba phòng ngủ nha cô chú anh chị. Để chú Hồng đi ra ngoài ban công cho cô chú anh chị bạn xem nha. Nhà mình thì nằm giáp ranh với quận 6 ha. Đầu quận Bình Tân giáp ranh với quận 6 nha. Rồi phía dưới nè. Phía dưới nhà mình nè, ban công đây ha. Và phía trên nè. Ở phía trên nè, mái tôn nè, mái ngơm mái nè ha. Rồi đây thì có một cái cửa đi ra ngoài ha, và một cái cửa sổ nha cô chú anh chị. Đó, còn đèn trang trí đâu đầy đủ hết nha. Mai mốt cái đường tỉnh lộ 10 á, nó sẽ mở ra là sát bên mình luôn, mở ra sát bên đây luôn, gần sát bên đây luôn. Xin nhắc lại hướng nhà mình là hướng tây là sang hướng bắc một chút xíu nha cô chú anh chị. Tây tứ trạch. Trên đây có màn rèm đầy đủ hết ha. Cô chú anh chị bạn nhìn ngoài nè. Rất đẹp luôn ha. Rồi Vũ Hồng xin nói lại thông tin của cái căn nhà. Căn nhà của mình địa chỉ là 398/28 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với phường 14, quận 6 và phường An Lạc, quận Bình Tân.
Cái nhà này thì có kích thước ngang là gần 6 mét và chiều dài là 8 mét rưỡi. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu gồm có 3 phòng ngủ. Nhà mới vừa được cải tạo. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị lộ giới hạn giới gì hết. Mai mốt đường tỉnh lộ 10 mở rộng thì nhà mình sẽ ra gần đường mặt tiền ha. Và căn nhà này thì có 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ở trên có cái kho rộng rãi. Ở nhà rất đẹp luôn ha. Vô ở ngay giống như một tiệm biệt thự mini. Nhà nằm gần quận 6, giáp ranh quận 6, gần quận 11, gần trung tâm, gần cầu vượt Cây Gõ. À, chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là 3 tỷ 980 triệu. 3 tỷ 980 triệu, giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp ha, chính chủ nha. Cô chú anh chị bạn nào nếu mà thấy căn nhà này ưng ý thì mình gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả nha. Rồi Vũ Hồng, nếu mà cô chú anh chị bạn có nhu cầu mà xin số điện thoại của chủ nhà để làm việc trực tiếp thì Vũ Hồng cũng cho số điện thoại chủ nhà để cô chú anh chị bạn tự làm ha. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã xem cái clip review nhà, review vào buổi tối ha. Review buổi tối nha. Đây vị trí lắp cái máy giặt nè. Đó, nhà thì rất đẹp luôn cô chú anh chị. Chủ nhà tặng lại cho mình toàn bộ trang thiết bị nội thất ở trong nhà luôn ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin một lần nữa nha, là căn nhà này là 3 tỷ 980, là còn thương lượng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn thấy ưng ý thì cứ đi xem nhà ha. Rồi xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng nha. Nhà gầm gần ngã tư cây da xà ha. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 398/27 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này ha. Về vị trí thì gần ngã tư cây da xà, gần chợ Phú Lâm, gần cô Bắc Phú Lâm, gần dòng xe Phú Lâm. Kích thước ngang là gần 6 mét và chiều dài là 8 mét rưỡi. Nhà có kết cấu một trệt một lầu, gồm có hai phòng vệ sinh và 3 phòng ngủ. Ở dưới trệt thì để trống ha. Nhà thì mới xây dựng toàn bộ nguyên căn luôn. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Hướng nhà là hướng Tây, là sang hướng Nam. Và căn nhà này là chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 950 triệu. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Về pháp lý, sổ hồng, hoàn công đầy đủ. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch cải tạo, hẻm giới lộ giới gì hết. Nếu cô chú chị bạn có nhu cầu đi xem nhà thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà, xong sau đó mình gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả. Nếu cô chú chị bạn có người thân hoặc bạn bè có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ cái video clip này để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha.